Chuyện Bí ẩn Làng Bưởi Quốc, tác giả Nam Ngủ Yên. Chương 9: Ma dấu. Khi sống ở một nơi nào đó đủ lâu, bạn sẽ thấy nhớ nơi ấy rất nhiều. Và khi người ta chết đủ lâu, thì mảnh đất nơi họ an nghỉ có lẽ đã trở thành ngôi nhà của họ. Nhà của người sống để che nắng ngăn mưa, còn người đã nằm sâu dưới 3 tấc đất thì nhà là để chỉ những nơi mà họ có thể đi lại mà không cần hỏi ý kiến ai. Tôi có một trí nhớ tốt, xin khẳng định như vậy. Trong giấc mơ nằm trước, tôi có nhớ chị Ma nói rằng ổi trên cây này chỉ người quen mới nhìn thấy để hái mà ăn. Người lạ bị che mắt, không thấy đường vào hái trộm. Mấy hôm đầu mới về, tôi không quan tâm lắm. Thấy ổi rụng đầy dưới gốc cây, nhiều quả thối đen. Còn trên cành cây, chĩu những quả xanh, to bằng nắm tay trẻ mấy tháng tuổi. Tôi cho rằng, ở đây nhà nào cũng có cây ổi, thì trẻ con vào hái trộm làm cái gì? Khi tôi ở trên Hòa Bình, nhà ai cũng có cây ăn quả như vải thiều, roi, nhãn. Ăn còn không hết, nên đi hái trộm là điều rất khó hiểu. Sau đó tôi biết là mình nhầm. Thằng L khen lấy khen để rằng ổi nhà tôi ngon thế, mà từ trước đến nay nó tưởng cây này là cây ổi đực nên không có quả. Nó định nghĩa rằng ổi ngon là loại quả vừa nắm tay, vỏ màu xanh hơi ngả sang màu vàng, ít hạt, khi cắn thì không rắn, cũng không mềm, vị ngọt lịm. Thi thoảng, tôi vẫn thầm chửi thằng L trong suy nghĩ, bởi vì từ đấy, tôi rất khó để tìm mua được quả ổi ưng ý như nó miêu tả để ăn. Đồ chơi của tôi chắc chắn đã có người lấy đi rồi mang trả lại. Tôi có thể xuề xòa dễ dãi về quần áo, ăn uống, đồ chơi. Nhưng nếu đồ chơi là ô tô hoặc xe máy, thì tôi luôn muốn nó đẹp nhất, chỉn chu nhất có thể. Nên việc có ngón tay lõm vào đất sét là điều tôi không bao giờ để xảy ra. Cái xe đồ chơi đã phơi gần khô rồi, lại ướt như vậy, làm tôi bỗng liên tưởng đến cái ao lúc nãy mọi người đang hì hục tìm thằng ích chọc. Có khi nào nó lấy đồ chơi này của tôi hay không? Cũng vô lý lắm, tôi cũng biết. Tuy không thân, nhưng ở làng này chẳng đứa nào quan tâm đến đồ chơi đất sét cả. Có đứa còn nói tôi dở hơi ăn cám lợn vì sở thích một mình một kiểu. Nhưng nhà tôi ở rìa làng, sau lũy tre cũng là con đường đất để người dân ra đồng. Con đường chạy bao quanh làng nên cũng có thể lắm. Ai mà biết được đã xảy ra chuyện gì. Tôi quay lại vào nhà. Thế mày còn chưa đi à? Gần 10 giờ đêm rồi đây. Bà nói ma giấu là như nào? Mà ai nó giấu cái đồ chơi của mày làm cái gì chứ? Thì bà nói ngắn gọn cho cháu xem nào. Ma giấu là nó dắt trẻ con đi giấu vào những nơi như gốc cây thị, cây si, cây ruối, bụi tre, để người lớn không tìm thấy. Cũng như chúng mày chơi trốn tìm ấy. Thế cách nào để ma không dắt đi và tìm thấy người bị giấu đi bà nhỉ? Nực đái trẻ con như mày xoa lên tay thì ma không dắt đi được. Nhưng làm sao để tìm thì tao chịu. Ồ, vậy là tôi đã hiểu. Thảo nào hồi trước đi bẻ cành dâu ngoài bãi tha ma, mấy người lớn đi cùng lại trông đợi nước tiểu của tôi đến thế. Lớn lên, tôi sẽ bán nước tiểu của trẻ con đóng chai như chai Fanta để mang theo đề phòng ma dắt đi mới được. Tôi là một đứa thông minh, tôi có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Nửa đêm nửa hôm, mày lấy hương làm gì đấy thằng kia? Tôi rút 3 que hương trên bàn thờ ra, lúi húi tìm hộp diêm. Cháu mang đi theo, biết đâu cần. Mày cứ liệu thần hồn. Hương khói ma quỷ không phải thứ để chơi đâu. Bà yên tâm, cháu có việc thật. Cầm 3 que hương trên tay cùng hộp diêm, đèn pin cắp nách, tôi đi ra chỗ nền miếu cũ.
Trời về khuya, những cơn gió xào xạc thổi qua. Bỗng nhiên, tôi thấy dường như trời lạnh hơn, nhưng tôi không hề sợ. Bố tôi từng nói rằng, đất mỗi nhà đều có ông thần thổ địa bảo vệ cho gia chủ, mà cỏ sẽ không thể bước vào được, trừ khi đất đấy mà có trước, gia chủ có sau. Quẻ diềm thứ nhất gió thổi tắt, quẻ diềm thứ hai cũng tắt. Quẹt một lúc ba quẻ diềm cũng chỉ xòe lửa lên rồi tắt ngúm. Tôi đành quay vào hiên nhà để tránh gió, ngồi xuống. Lần này thì được ngay, ba quẻ diềm bắt lửa bắt đầu cháy. Thấy tôi cứ đi ra đi vào, nên bà già đã bước ra thềm nhà, ngồi phệt xuống nhìn thằng cháu, miệng vẫn bòm bèm nhai chầu. Bà quẻ hương được cắm xuống nền đất, gió thổi qua làm đốm lửa đỏ rực. Chị Ma thân mến, em không biết có phải không, nhưng nếu đứa bạn em nó đã làm gì có lỗi với chị, xin chị tha lỗi cho nó. Nó là một đứa rất ngoan, nó cũng hay chơi với em. Bây giờ chả hiểu sao nó lại mất tích, cả nhà nó đang đi tìm chị ạ. Nếu là lỗi của nó, thì em mong chị bỏ qua cho và đưa lối chỉ đường. Sống thấy người, chết thì thấy xác. Em xin cảm ơn chị, nhất định em sẽ mua thêm bánh đúc, hẳn hai cái luôn chị nhé. Tôi vái ba lần rồi đứng dậy. Tôi cho rằng cầu xin như vậy là đúng rồi. Mỗi lần bố tôi khấn đều lẩm bẩm trong miệng. Tôi không biết nói những gì, nhưng tôi đoán cũng giống như kiểu viết thư cho người thân, kể lể xin xỏ cái gì đó mà thôi. Từ đâu bỗng nhiên có một con đom đóm lập lòe bay đến, đậu xuống những nhành cỏ trên mô đất, rồi lại bay lên trước mặt tôi, bay qua bay lại mấy vòng, rồi bay về hướng lũy tre gai rậm rạp. Tôi dõi mắt nhìn theo,